làm cò giấy tờ nhà đất rồi chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng ngày 23 tháng 11 tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở với Quỳnh Đức Hải 44 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Huỳnh Đức Hải làm nghề nghiệp tự do, không hề có quen biết với các lãnh đạo, cơ quan ban ngành hoặc có khả năng thực hiện các thủ tục về giấy tờ đất đai. Tuy nhiên, Hải nổ, đưa ra nhiều thông tin gian dối là bản thân có các mối quan hệ rộng. Từ đó, một số người dân tin tưởng chuyển tiền đặt cọc, lệ phí để Hải thực hiện nhanh thủ tục về giấy tờ đất đai trong việc tách thửa đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sau khi nhận tiền, Hải chiếm đoạt để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Đến thời hạn thực hiện các thủ tục như Hải cam kết, không thấy kết quả gì nên các bị hại liên lạc thì Hải trốn tránh. Nhận được trình báo, đơn tố giác của các bị hại, cơ quan công an xác minh, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Hải. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Hải thực hiện nhiều vụ việc và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng trong mỗi vụ. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh và làm rõ các bị hại khác bị lừa chiếm đoạt tiền do Hải thực hiện. Cơ quan công an thông tin, ai là bị hại có liên quan đến hành vi lừa đảo của Huỳnh Đức Hải thì sớm liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng, 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, Đà Nẵng, điều tra viên Cao Đình Nam, điện thoại 0919432855 hoặc 0694260254 để trình báo, cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé.